Dạ kính thưa ông bà cô bác, tôi có heo kia giữ là bình thường. Mấy cái tuần đầu nó có tiếng xưa lại, ở trong nhà tôi xếp vào ăn tiếng xài. Hôm nay tôi có đôi lời bằng nếu lỡ tuần nay xin liền như lòng con em đừng suy nghĩ. Yeah.